Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thiết kế quần Âu Nam 2 ni. 2 ni là túi chéo, quần dành cho người già nhé. Số đo này, dài quần 95, mông 90, bụng 75, hạ gối 51, vòng gối 44, đùi 54, ống 20. Ống 20 là nửa vòng nhé, cả vòng là 40. Bây giờ mình sẽ tiến hành thiết kế này. Từ biên vải này, chúng ta chừa ra 2 cm. Chúng ta chừa đều ra 2 cm. Chúng ta kẻ vào đường. Sau đó chúng ta chừa gấu 3 phân này. Chúng ta chừa gấu 3 phân nhé. Chúng ta dựng một đường vuông góc với cái đường dựng dọc ngang kia. Chừa gấu 3 phân này. Bắt đầu chúng ta lấy lên dài quần. Dài quần 95. Dài quần 95 là cả cạp nhé. Chúng ta lấy 95, tính từ đây nhé. Chúng ta lấy lên 95. 95 là tính cả cạp đấy. Mình tính cả cạp luôn. Chúng ta lấy đối xứng ra này. 95. Tiếp theo chúng ta lấy hạ gối. Hạ gối là 51. 51. Hạ gối 51 này. Hạ đáy. Hạ đáy bằng mông chia 4 cộng 3. Mông 90 chia 4 bằng 22,5 cộng 3 bằng 25,5. Chúng ta lấy luôn này, 25,5. Chúng ta lấy đối xứng thang này. Hạ đáy 25,5 này. Hạ gối 51 này. Dựng một đường vuông góc này. Hạ đùi chúng ta lấy từ hạ đáy xuống 7 phân, từ hạ đùi nhé. 7 phân. Từ hạ đùi. Từ đây chúng ta lấy cạp. Cạp của chúng ta là 3 phân rưỡi. Cạp quần nam là 3 phân rưỡi nhé. Bây giờ chúng ta sẽ tính đường rộng đáy này. Rộng ngang đáy bằng mông chia 4 cộng 5. Mông chia 4 bằng 22,5 cộng 5 bằng 27,5. 27,5. Vào đáy 3 phân rưỡi. Tiếp đó chúng ta chia đôi cái đoạn 27,5 phân ra này. Ra làm đôi này. 27 chia đôi. 13,5, 13/7. Sẽ là đường chính trung. Chia đôi đoạn 27,5 ra. Chúng ta lấy một nửa, sẽ là đường chính trung. Được 13/7.
chúng ta lấy tròn 13/7 thôi. Thế là đường chính trung nhá. Chúng ta kẻ một đường này. Từ trên xuống. Tiếp đến này, từ đường 3/5 này, từ đường vào 3/5 này, chúng ta đo này, vào đến ly chính xem được bao nhiêu phân này. Chỗ này được 10/4 này, chúng ta lấy lên đây. Chúng ta đánh dấu này, 10/4, chúng ta lui là vào 1 phân, lui vào 1 phân nhé. Chúng ta kẻ một đường. Từ đường hạ đáy này, chúng ta lấy lên 7 phân. Lấy lên 7 phân nhá. Làm đường hạ mông này. Nối hai điểm này với nhau. Bây giờ chúng ta sẽ xác định này, đường rộng ống này, rộng ống quần này bằng vòng ống chia 2 trừ 1, ống là 20 chia 2 bằng 10, 10 trừ 1 bằng 9 này. Lấy từ ly chính chúng ta lấy sang 9 phân, bên này chúng ta cũng lấy sang 9 phân. Rộng gối thì bằng rộng ống cộng 1,5 đến 2 nhé. 9 này, ta cộng 1,5, 10,5 này. Hoặc chúng ta xác định bằng công thức là gối chia 2 trừ 2. Có rất nhiều kiểu để xác định. Một là gối chia 2 trừ 2, hai nữa là gối chia 4 trừ 1. Chúng ta đều có thể áp dụng được. Khi mình làm quen thì mình sẽ áp dụng luôn là mình làm quen này, mình sẽ áp dụng luôn bằng gối thì thường rộng hơn ống là 1/5 đến 2 phân. Mình không cần tính công thức nữa. 9 ở đây 9 phân này. Ở đây mình lấy 10/5. Bên này chúng ta cũng lấy sang 10/5. Đoạn đùi này này thường là bé hơn đoạn này, 1 đến 2 phân. Đoạn này chúng ta chỉ cần kẻ mờ một đường và chúng ta đánh cong vào thôi. Quần cho người già chúng ta cũng không cần phải cắt bó, chúng ta cắt rộng thôi. Kẻ một đường như này và chúng ta đánh cong vào. Đánh cong vào 0,5. Đường này chúng ta kẻ thẳng. Đây đường này chúng ta lượn cong vào nhé. 0,5. Chỗ này là 12 phân rưỡi, chúng ta cũng lấy sang đây 12/5. Trên này chúng ta nuôi vào 0,5, chỗ này nuôi vào 0,5. Này chúng ta kẻ
kẻ cái vòng đũng này nhá. Lượn cái cửa quần thân trước này. Đấy. Hạ cửa quần này. 1 đến 1 phân rưỡi. Từ 1 đến 1 phân rưỡi nhá. Mình hạ 1 phân rưỡi. Bây giờ mình lấy rộng bụng này. Rộng bụng bằng bụng chia 4. Bằng bụng chia 4 cộng với 2 cái ly ở đây, 2 cái ly mình cho bằng 4 phân. Bụng là 75. 75 chia 4 bằng 18,75. Gọi 19 đi. 19 cộng với 4 bằng 23. Đúng bằng xấp xỉ 23 nhé. 23. Để đến đây. Để chúng ta đánh cong nàn cạp này. Để cong nàn cạp này. Giờ chúng ta sẽ kẻ được cái đường này. Đường này khi vẽ cái chỗ này, chúng ta đánh hơi cong một chút. Và đến điểm mông này là chúng ta phải bám vào đây. Khi đến mông là chúng ta phải bám sát vào đường mông này. Và ở đây bắt đầu chúng ta mới đánh dần vào. Đấy, các bạn nhìn cái đường vẽ của mình nhé. Điểm mông này luôn luôn phải đi vào đúng đến đây. Đúng điểm mông này. Đây chúng ta vẽ cái ly nhé. Ly chúng ta lấy về phía trước 2 phần. Lấy xuống khoảng 4 phân. Chiếc ly nó sẽ nằm ở đây. Ly nó sẽ nằm ở đây như thế này. Cái ly này sẽ dài, sẽ là ly dài này. Chia đôi ra này. Khi may này chúng ta này, chúng ta gập cái này vào này, chúng ta may một đoạn đến đây thôi là chỉ mau nhé. May đoạn từ đây đến đây này là chỉ mau này. Còn từ đây giờ xuống này là cái vút đuôi này, này thì chúng ta may chỉ thưa thôi, để khi chúng ta là xong ấy, thì chúng ta tháo ra nhé. Cách ra 3 phần này, 2 phần rưỡi này, 2 phần rưỡi đến 3 phần. Đây là nghiệm túi này. Rồi, chúng ta cho 2 phân rưỡi. Kẻ một cái ly nữa. Rộng ly là 2 phân này. Và đến rộng miệng túi này, chúng ta lấy từ 4 đến 5 phân tùy nhé. Nếu mà người to thì chúng ta lấy 5 phân,
Còn không thì chúng ta lấy 4 phân. Nghĩa là từ 4 đến 5 phân đều được. Tùy. Nên mình lấy 5 phân. Rộng định túi 15 này. Cửa quanh cái đáp môi, đáp môi rộng là 4 phân nhé, đáp môi chúng ta cho bằng 4 phân. Như vậy là mình đã vẽ xong thân trước này. Rồi mình sẽ cắt nhé. Phía cạp này, các bạn để 1 phân thôi. Chỗ này các bạn cắt đứt nhé, cắt đứt phần này. Đến đoạn này các bạn để cho mình 1 phần. Ra đến đường dàng này các bạn để 1,5 phân, để đường may 1,5 phân nhé. Sang bên dọc này các bạn cũng để đường may 1,5 phân. Mình sẽ thiết kế thân sau. Các bạn đo từ ly chính này ra đến mép phải này, xem nó đã song song và cách đều chưa nhé. Ở đây mình đo là 16,5 phân. Chỗ này là 17,5 phân. Vậy thì mình phải sẽ việc dịch cái này ra 1 phân cho nó được bằng nhau. Cái bước này này rất là quan trọng. Rất là quan trọng, các bạn phải làm phải chuẩn. Phải thật chuẩn thì đến khi lên quần nó mới không bị đá canh vải nhé. Nếu các bạn làm cái bước này mà không chuẩn này, không lấy canh chuẩn này, thân sau rất là hay bị đá canh.
bởi vì chúng ta lấy không chuẩn. Đấy. Phải đo từ ly chính nhé, các bạn đo từ cái đường chính trung này ra này, đây này, đường chính trung này, đo từ đường chính trung ra cái đường song song cách đều này, chúng ta đo này, đấy, 17 phân rưỡi này, ở đây cũng 17 phân rưỡi này, 17 phân rưỡi này, như này là đã song song và cách đều với biên vải rồi nhé. Bây giờ mình sẽ sang dấu này, sang dấu các đường ngang nhé, sang dấu này, ngang gối này, ngang dấu này, ngang đùi này, ngang đáy này, các bạn xuống cho mình từ 1 phân đến 1 phân rưỡi nhé, xuống so với cả thân trước này. Đấy. Ngang mông này, ngang cạp này, sang dấu tất cả các đường ngang. Tiếp đến thì mình sẽ sang dấu đường ly chính này, đường chính trung đấy, sang dấu đường chính trung này, sau khi sang dấu xong các đường ngang, các bạn lấy từ đường của thân trước này, từ đường vẽ của thân trước đây này, các bạn lấy ra cho mình 4 phân này, đánh dấu 4 phân này, dưới gấu ra 4 phân này, gối ra 4 phân này, từ đường này này, từ chỗ này nhé, từ đường rộng đáy, rộng ngang đáy của thân trước này, chúng ta ra 7 phân này, 7 phân nhé. Đấy. Ra 7 phân. Từ đường hạ đầu cạp này này, của thân trước này, chúng ta lấy lên 4 phân. Lấy lên 4 phân. Từ đường rộng cạp của thân trước này, rộng lên này, rộng của thân trước là bắt đầu từ đường này này, mình tô lại cho rõ nhé, đấy đường này nhá, chúng ta lấy ra khoảng 3 phân rưỡi nhé, 3 phân rưỡi sẽ đến đây. Từ 3 phân rưỡi này, chúng ta lấy vào, chúng ta nối vào đến đây này, chúng ta lấy vào là theo công thức là bụng chia 4 cộng chiên ly, bụng chia 4, bụng chia 4 là 75 chia 4 bằng 18,75, chúng ta gọi là 19, 19 cộng với chiên ly, chiên ly 2 phân, 19 cộng 2 bằng 21, 21 nhé, chúng ta lấy vào 21 phân này, đây, chúng ta lấy này, 21, 21 lấy vào sẽ là đến đây, chúng ta thử kiểm tra xem cái ngả lưng nó là mấy phân nhé, 21 và đến đây thì ngả lưng sẽ là 4 phân.
ngả lưng hơi ít, chúng ta lấy 5 phân đi. Chúng ta lấy ra ngả lưng đằng này là 5 phân nhé. Đây, chúng ta lấy đến đây. Chúng ta lấy giật lại nhé. Từ đây chúng ta lấy giật lại là bằng 21. 21 đến đây. Đây sẽ là đường rộng bụng này. Bây giờ chúng ta bỏ cái này ra. Chúng ta kẻ cái ni chính này nhé. Kẻ đường chính chung này. Kẻ đường chính chung này. Kẻ lại phần ngang nhé. Từ đường 7 phân này, từ đường ra 7 phân lúc trước này, chúng ta lấy vào 9 phân này. Chúng ta dựng một đường lên đây này. Đây, chúng ta vẽ cái đường ra ngày trước này. Lấy lên khoảng 2 phân rưỡi. Chia đôi đoạn này ra nhé. Vẽ cong bóng đúng này. Cong bóng đúng thân sau. Đây chúng ta sẽ đặt và chúng ta vẽ lại cái đường này nhé. Chúng ta lấy lại nguyên cái đường này. Phần trước là 9 phần. 9 phần. Ta tính cái mông này, mông của thân sau này.
bằng mông chia 4 cộng 1,5 đến 2. Mông là mông của chúng ta là 90. 90 chia 4 bằng 22,5 cộng 1,5 đến 2 nhé. 22,5 chúng ta cộng 1,5 đi. 24 à. 24 đến đây. Hai bốn bây giờ chúng ta vẫn vẽ vào đúng cái đường của thân trước thôi. Từ đây xuống chúng ta vẽ là một đường thẳng. Chia đôi đoạn bụng này ra chúng ta được cái chiếc ni nhé, 21 phân chia đôi bằng 10 phân rưỡi. Chiếc ni sẽ làm song song và cách đều cái đường này. Chiếc ni chúng ta làm bằng 8 phân song song cách đều nhé. Chiếc ni 2 phân, rộng 2 phân thì chúng ta lấy sang mỗi bên 1 phân. Đây sẽ là đường chiết. Mình nói lại cái thân sau này nhé. Các bạn đặt thân trước lên này. Đặt thân trước lên, các bạn lấy canh nhé, lấy canh sợi vải này, các bạn đo từ mép này vào này được bao nhiêu phân này, ở đây 17 phân rưỡi này thì các bạn phải lấy 3 điểm đều 17 phân rưỡi, từ đây ra đây đều 17 phân rưỡi và từ trên này vào đây cũng phải 17 phân rưỡi thì các bạn sẽ xác định đường ni chính của thân sau nhé. Đấy. Sau đó các bạn sang dấu các đường ngang này, ngang ống này, ngang gối này, ngang đùi này, ngang đáy này. Ngang đáy thì các bạn hạ xuống so với cả đáy của thân trước này. Các bạn hạ xuống như thế này, 1 phân đến 1 phân rưỡi nhá. Đấy, các bạn hạ 1 phân đến 1 phân rưỡi. Các bạn sẽ hạ được đáy thân sau. Ngang mông thì các bạn giữ nguyên này, sang dấu nguyên này. Đấy. Nguyên đường ngang mông này, nguyên đường ngang cạp này, các bạn sang dấu vẫn nguyên nhá. Chỉ có mỗi ngang đáy là các bạn hạ xuống 1 đến 1 phân rưỡi. Sau khi chúng ta sang dấu được các đường ngang rồi thì chúng ta lấy này, lấy từ điểm đây này, từ điểm rộng ống của thân trước này, chúng ta lấy ra 4 phân này. Đấy, chúng ta lấy ra 4 phân này. Đấy. Gối chúng ta lấy ra 4 phân này. Lấy ra 4 phân này. Từ điểm rộng ngang đáy của thân trước này, chúng ta lấy ra 7 phân. Đây. Chúng ta lấy ra 7 phân nhá. Đấy, như vậy là mình đã vẽ được cái đường ràng của thân sau này.
Vẽ xong đường ràng của thân sau, chúng ta được một đường ràng của thân sau. Tiếp theo này, đến phía dọc này nhé. Đến phía dọc này thì chúng ta lấy nguyên cái đường dọc này, lấy nguyên cái đường này. Phía trên cặp này thì các bạn lấy ra, các bạn lấy ngả lưng này, lấy ngả lưng 5 đến 6 phân. Ở đây mình lấy bằng như thế này là bằng 5 phân, hơn 5 phân rồi. 5 đến 6 phân nhé, từ đường đi chính này, từ đường chính trung này, các bạn lấy ra 5 đến 6 phân này. Các bạn lấy từ điểm 5 đến 6 phân đây, chúng ta lấy vòng bụng chia 4 cộng chiết ni. Vòng bụng của mình là 75 chia 4 cộng với chiết ni là bằng 21 phân. Đấy, ta được cái rộng bụng của thân sau này. Rộng bụng của thân sau, sau đó chúng ta vẽ này. Chúng ta lấy này. Tiếp theo chúng ta lấy đường rộng ngang mông của thân sau này. Rộng ngang mông của thân sau bằng mông chia cho 4 cộng với 1,5 đến 2 phân. Mông chia 4 bằng 22,5 cộng với 1,5 bằng 24. Đấy, chúng ta có đường mông thân sau bằng 24 phân. Và đến đây, nối các điểm lại với nhau, nối hai điểm này với nhau, chúng ta được điểm này. Đấy, nối điểm này với điểm này, chúng ta được điểm này. Chúng ta vẽ vòng đụng thân sau. Vẽ vòng đụng thân sau. Sau đó chúng ta vẽ nốt đường này. Đường này thì chúng ta lấy được điểm này rồi, chúng ta nối vào điểm rộng ngang mông này. Nối vào điểm rộng ngang mông đây nhé. Từ điểm rộng bụng này nối vào điểm rộng ngang mông này. Và bám vào theo đường cũ này. Chúng ta bám theo đường cũ của thân trước. Bám theo đúng như đường cũ của thân trước. Xuống lên đây, chúng ta bám theo đúng đường cũ của thân trước. Và cứ thế này vẽ xuống đến dưới này. Như vậy là đã xong thân sau. Chia đôi cái đoạn, chia đôi đoạn rộng bụng này ra, chúng ta được cái chiết ni. Đường chiết ni thân sau, chiết ni sẽ nằm song song và cách đều với cái đường ngả lưng này. Song song và cách đều ngả lưng nhé. Dài chiết ni là 8 phân, 7 đến 8 phân, các bạn có thể vẽ 7 phân cũng được. Đấy, như vậy là mình đã thiết kế xong thân sau. Bây giờ mình sẽ cắt nhé. Thân sau chỗ giáp lưng này này, các bạn để khoảng 3 phân rưỡi. Phía trên cạp này các bạn để 1 phân thôi. Các bạn để 1 phân thôi nhé. Giáp lưng này các bạn để khoảng 3 phân rưỡi đến 4 phân tùy. Chúng ta cắt chéo vào. Và đến trong đây, trong đoạn cong vòng đũng này, chúng ta để 1 phân thôi. Cũng như các quần khác thôi. Đấy, chúng ta để 1 phân thôi. Tiếp theo đến đây chúng ta cũng chừa ra 1 phân rưỡi. Dọc và dàn chúng ta chừa 1 phân rưỡi. Phía dọc quần này chúng ta cũng chừa 1 phân rưỡi nhé.
Các bạn mình vẽ cái túi cơi này, rộng túi cơi khoảng 12 phân đến 13 phân tùy nhá. Nếu mà tay to thì chúng ta để khoảng 13 phân, chia đều ra. Đấy, đây sẽ là rộng miệng túi này. Rộng miệng túi là 1 phân, 1 phân đến 1 phân 2. Đây mình để 1 phân. Đấy, đây sẽ là điểm để chúng ta buộc cơi. Buộc cơi. Như vậy là mình đã hướng dẫn xong các bạn cách thiết kế quần ốc nam hai ni dành cho người trung tuổi nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay và có ích với mình thì hãy đăng ký kênh để nhận nhiều video mới hơn nhé. Các bạn hãy, nếu mà các bạn nào mà thành công thì các bạn hãy chia sẻ thật nhiều cho mọi người cùng biết nhé.